uống thuốc này vào, trí não, đầu óc sẽ trở thành đứa trẻ lên 3, lên 5. Tới lúc đó, chúng không còn nhớ gì cả, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Không còn ai tranh giành sủng ái, không một ai làm hoàng hậu nữa. Thì lúc đó hậu cung này chỉ có thái hậu ta là vạn phụng chiêm dương. Thái hậu anh minh. Này các con. Dạ. Hãy dậy nào. Dạ. Cùng ta dạo chơi vườn thượng uyển. Dạ. Và hy vọng có cơ hội gặp lại hoàng thượng nha. Dạ. Nam phi liên hoàng kế à, sao bằng kế của thái hậu ta. Gì vậy trời? Ra đây! Ủa? Sao lần này đơn giản quá vậy? Mệt! Cũng biết mệt! Biết! Điểm số? Đông Phi? Có! Bắc Phi? Có! Tây Phi? Nam Phi? Có! Giọng hơi đặc nha. Bữa nay bị khang tiếng. Sĩ số đủ. Ủa? Sáng giờ các Phi đã làm gì? Đi chợ. Đi chợ với ai? Thái hậu. Rồi Thái hậu đâu? Ai biết. Trời đất ơi, đi chợ với Thái hậu mà không biết Thái hậu ở đâu là sao? Đi kiếm Thái hậu. Thái hậu. Hỏi tìm ta nè. Thôi, coi đó, tao mới vừa ra chưa ai kịp thấy mặt tụi bay che tao rồi à. Né ra làm ra từ đầu coi. Dạ. Tao đi tìm Thái hậu. Thái hậu. Không thấy. Hỏi tìm ta nè. Thái hậu. Che nữa. Thái hậu. Riết này không có tôn ti trật tự hết trơn á trời ạ. Thái hậu giá lâm. Chúng thần thiếp thỉnh an Thái hậu. Cung chúc Thái hậu phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Miễn lễ. Tạ ơn Thái hậu. Hôm nay là ngày không lành tháng cũng không tốt. Khoan đã. Trước giờ ta nghe ngày lành tháng tốt mà. Dạ làm gì cho nó khác với người ta đó Thái hậu. Muốn khác hả? Thì phải nói hôm nay là năm xuôi tháng hạn. À, hôm nay là năm xuôi tháng hạn. Khoan đã. Hình như cái năm xuôi tháng hạn là dùng cho cúng tam tai đó. Dùng lại câu cũ đi. Dạ. Hôm nay là ngày không lành tháng cũng không tốt. Thiệt ra chưa vừa bụng đâu, mà tại chưa nghĩ ra câu mới thôi xài đỡ đó. Dạ. Hôm nay là ngày không lành tháng cũng không tốt, nhưng các bá quan văn võ và các phi tần có mặt tại đây để tham dự buổi sắc phong làm hoàng hậu. Nếu như ai làm cho Thái hậu vừa lòng nhất thì sẽ được làm hoàng hậu. Dân. Và sau khi trải qua một cuộc sát hạch đầy gây cấn thì cuối cùng cũng có 4 phi tần đã vào vòng chung kết. Mời thí sinh đầu tiên. Dạ. Dạ thần là Đông Phi. Kết đôi ta khắc sâu ân tình trọn kiếp không bao giờ quên. Trần lãng anh hỡi kiếp sau có ngày trùng phong, đôi ta dù chết nhưng lòng mãi mãi bên nhau. Tôi xin thánh hoàng đừng
hậu và các tỷ đã lắng nghe. Mời thí sinh tiếp theo. Như Thái hậu và các phi ở đây cũng đã biết, ta là Bắc Phi, truyền thống của ta là lò mổ heo. Như ta đã nói, nói gì ta? Như ta đã nói là khi ta vào cung thì ta sẽ cung phụng cho hoàng hậu, cung thụng cho hoàng phượng. Dạ, cha mẹ thần có dạy thần là khi vào cung phải biết chăm sóc cho hoàng thượng, làm dâu hèn vợ thảo. Dạ, dạ phần thi của thần, giới thiệu của thần đến đây là hết. Thí sinh tiếp theo. Dạ chưa, dạ chưa. Nói thần còn thi phần tài năng nữa. Trời ơi, cái chữ nhỏ quá không thấy gì hết. Dạ, phần thần sẽ thi phần tài năng của mình là bẻ đôi mọi thứ. Thường thôi. Và đây mới là phần đặc biệt. Chỉ vừa một cái nhẹ thôi đã chết rồi. Thế hậu, thần có thể bẻ đôi mọi thứ. Cái gì cũng bẻ được hết hả? Dạ đúng. Thử bẻ tấm bảng bự sau lưng coi. Dạ. Thế hậu ơi, cái này khó quá, mình cho qua nha. Thần không có tiền đền. Thí sinh tiếp theo. Dạ, thưa Thái hậu, thần thiếp là Tây Phi. Số báo danh của thần thiếp 0923 114 114. Ủa, số báo danh trong số chữ trái vậy? Dạ, cái đó cho dễ nhớ thưa Thái hậu. Thái hậu ơi, thần thiếp là Tây Phi, xuất thân từ khu Tây Ba Lô. Từ nhỏ cha mẹ đã cho đi kêu lô tô, sau này xui quá ế xô nên chuyển nhà về kinh đô. Nghe tin hoàng hậu tuyển phi nên thần thiếp mới vô, hy vọng sau này được làm hoàng hậu. Hoàng hô, hoàng hô, hoàng hô. Mày chửi ai hô vậy? Không có. Để thần thiếp nói lại, hy vọng sau này được làm hoàng hậu. Anh nhô. Răng ta cũng nhô đó. Thái hậu, hy vọng sau này được làm hoàng hậu. Hoan nghênh. Dạ, thần thiếp xin trình bày với Thái hậu một điệu múa vô cùng sâu lắng và đi vào lòng người. Put your hands up, hey. Hey. Dạ thưa Thái hậu, phần thi múa của thần thiếp tới đây là kết thúc. Tiếp theo. Dạ. Thưa Thái hậu. Nam Phi, trước giờ có tiền sử ghép nối thanh quản không? Sao giọng giống đàn ông vậy? Dạ con đang bị khang tiếng thưa Thái hậu. Tiếp đi. Dạ thưa Thái hậu, con là Nam Phi. Nam trong chữ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, Phi trong từ Sử Gián Phi Ao. Phi trong từ Sử Án Phi Giao Tam Bang Triều Điển. Hai từ này ghép lại không có nghĩa. Cô điên không? Dạ thần, tới từ nước Nam Phi. Người trong nước gọi là người trong nước. Người ngoài nước người ta gọi là Việt Kiều. Ở Thái Lan người ta gọi là Thái Kiều. Ở Úc người ta gọi là Úc Kiều. Còn ở Nam Phi người ta gọi là Phi Kiều. Chừng nào mà con đi làm ca sĩ, người ta sẽ gọi là Bằng Kiều. Ngày hôm nay con sẽ gửi tặng cho Thái hậu một điệu múa nghe thường, được mang tên Gãy Ra Từng Khúc. Tự lết vô. Lấy tay dồn xương đùi lại.
Thôi, ta đã thấy lòng thành của các phi rồi, xem ra cũng khá khen cho các phi đó. Nhưng mà hôm nay là sắc phong hoàng hậu, để được làm hoàng hậu phải hiểu ý của vua, mà để hiểu ý vua phải hiểu ý của mẹ vua. Mà mẹ vua là ai? Mẹ vua là ta. Để hiểu ý ta phải hiểu ý của mẹ ta. Thái hậu mà... thời gian có hạn. Dân quà mua chuộc ta. Dân quà. Dạ, thần thiếp biết thái hậu có tính thoải mái nè, mát mẻ, cho nên là thần thiếp sẽ tặng cho thái hậu chiếc áo len. Áo len mà mát mẻ hả? Dạ, bởi vì sao? Bởi vì thần thiếp có thừa sức mua áo ba lỗ, áo dây, áo ống. Nhưng mà không, thần thiếp sẽ tặng áo len cho thái hậu, để khi hậu mở tủ ra với trời ơi, trời nóng như thế này mà đứa nào tặng cho chiếc áo len này thật là vô duyên mất lịch sự. Đó, Đông Phi, lúc đó thái hậu sẽ nhớ tới Đông Phi nhiều hơn. Dạ, kính thưa thái hậu, như thần thiếp đã nói, truyền thống của gia đình thần là làm nghề mổ heo, cho nên thần thiếp sẽ tặng quà những cái món quà mà liên quan tới con heo. Liên quan tới con heo? Dạ. Tặng thịt heo hả? Mỡ lắm. Đầu heo? Cũng mỡ. Đuôi heo? Mỡ luôn. Chứ cái gì? Tép mỡ. Tép mỡ mà ít mỡ hả? Dạ đúng rồi, đây không phải là tép mỡ bình thường đâu, mà đây là mỡ bò đó. Cái mỡ bò mà trong cái quạt mà kêu có két không chạy được, mình trét vào là nó sẽ trơn tru và chạy rất là nhanh. Những cái người hô như thái hậu nè, ăn mà nhiều khi dính răng có két á, chét cái này vô là ăn ngon lành liền. Với cách nói chuyện này, ta nghĩ có một chỗ Bắc Phi nên vô đó. Dạ vô đâu? Vô duyên. Dạ thưa thái hậu, thần thiếp xuất thân từ khu phượt thủ, cho nên thần thiếp sẽ tặng cho thái hậu một món quà có vần ượt. Có vần ượt? Dạ phải. Thần dược? Không. Dầu gội siêu mượt? Càng không. Rủ ta chơi bạc chược? Vẫn không. Chứ cái gì? Cái lượt. Ai cũng có hết. Không thưa thái hậu, thái hậu đừng có nghĩ đây là một cái lượt bình thường, không hề. Nó không phải là cái lượt chải đầu bình thường, mà nó chính là lượt dắt nước cốt dừa. Khá khen. Vậy là từ ngày hôm nay, khi ăn dừa, ta có thể tự nạo và tự dắt rồi. Dạ, muôn tâu thái hậu. Dạ, thần là Phi Kiều, cho nên thần sẽ tặng cho thái hậu một món quà có dần yêu. Mời thái hậu đoán thử. Sao dần hoài vậy? Dạ. Dần yêu hả? Dạ. Một bịch hạt điều? Dạ sai, dạ cao lên tí xíu thái hậu. Con diều? Dạ lên sang tí xíu thái hậu. Truyện Kiều? Dạ sai luôn rồi thái hậu. Chứ cái gì? Dạ, đó chính là một quyển sách kỹ năng sống được mang tên Sống Phải Biết Điều. Sống phải biết điều mới có nhiều người yêu. Thôi đủ rồi, ngày hôm nay ta ghi nhận tấm lòng thành của các phi. Dạ. Khá khen cho các phi đó. Dạ. Vì thái hậu và hoàng thượng, chúng thần thiếp nguyện làm tất cả. Nguyện làm tất cả? Dạ. Kể cả chết sao? Dạ không, không có. Thật ra ngày hôm nay vào ngày sắc phong hoàng hậu thì hoàng thượng lại đổ bệnh mà hôn mê. Hoàng thượng bị đổ bệnh gì thưa thái hậu? Hoàng thượng hôn mê. Hôn mê. Tại sao lại hôn mê thưa thái hậu? Do hoàng thượng mắc phải chứng bệnh có dần ê đó. Có dần ê? Dần ê là do hoàng thượng ngủ nướng hoài không chịu dậy. Ủa dần ê chỗ nào thái hậu? Ngủ nướng ai kêu cũng không dậy hết. Ủa còn dần ê chỗ nào? Thái y viện đã bào chữa ra một phương thuốc. Ủa thái hậu, chữ ê chỗ nào? Đau quê. À có chữ ê. Cho nên phương thuốc của thái y viện vừa mới bào chữa xong, nhưng là lần đầu tiên xuất hiện trong hoàng cung. Ta e cho tính mạng của hoàng thượng, nên không dám cho hoàng thượng thử trước. Vậy trong các phi, ai dám liều mình thử thuốc để cứu sống hoàng thượng? Ta biết chuyện này liên quan tới sống chết, cũng cần thời gian suy nghĩ. Thôi,
ta sẽ đeo headphone này, nghe nhạc trong vòng 1 phút. Hết 1 phút phải quyết định cho ta. Ê dạ. Bác Phi, chính người là người phải thử thuốc cho hoàng thượng. Nhạc chưa lên đã đùng đẩy nhau rồi. Bác Phi, người là người phải thử thuốc cho hoàng thượng. Nhạc chưa lên luôn đó. Có bài dễ bị dụ quá vậy. Lần này Thái Hậu hết nghe rồi. Thái Hậu, Thái Hậu, Thái Hậu, nghe gì không Thái Hậu? Không nghe, không nghe. Nghe bạn. Bác Phi, uống đi. Tại sao lại là ta? Ta nghĩ người phù hợp nhất đó chính là Đông Phi. Uống đi. Không, 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 không. Người phù hợp nhất phải là Nam Phi mới đúng. Không, Phi. Không, không. Một người liễu yếu đào tơ như ta không thể uống được. Mời. Ta không uống được. Ta hết cũng không giờ. Nam Phi. Vậy là quyết định ai sẽ là... Là thần thiếp Nam Phi. Người đừng có dành với thần thiếp, để cho thần thiếp thử thuốc các đi. Các muội thôi đi. Các muội sao vậy? Dù gì ta cũng là chị của các muội mà. Với lại sức khỏe của ta giảm dở. Hãy để cho ta làm việc này. Trả cái bàn. Xin lỗi Thái Hậu. Bỏ cái tự ăn cắp giặt lụ liễu đó nghe không? Dạ. Thần có thể làm được rất là nhiều mọi thứ. Đây. Có thể cài sau cuốc bẩm. Đào gì vậy? Dạ thần đang đào cái quyệt cho thần. Nếu như mà thử thuốc không thành công thì cái quyệt này thần nằm xuống luôn. Ây da trời ơi, mới đào thử thôi mà ướm vào vừa khít liệt luôn rồi. Lắp mộ. Dạ. Ta chưa có chết. Đất cát không. Thưa Thái Hậu, thần thiếp nghĩ người xứng đáng thử thuốc nhất đó chính là thần thiếp. Bác Phi. Trời ơi, Tây Phi người yếu ớt quá. Bác Phi. Xô ngã đó hả? Yếu ớt quá, tránh ra để ta. Trời đất ơi, có vậy không mà cũng không làm được nữa. Thái Hậu, để cho thần. Tụi bay chán, tụi bay ghê thiệt tình luôn á. Giờ muốn nó té phải không? Dạ, dạ, dạ đúng rồi. Thì dễ thôi. Chào. Chưa đụng vô người luôn á. Thái Hậu. Hoàng hậu của đất nước ta không thể xảo trá gian manh như vậy. Lôi Bắc Phi ra chém đầu. Nhớ chôn xác của Bắc Phi chung với cuốn sách giáo dục công dân để kiếp sau biết đạo đức và thật thà là gì. Thái Hậu. Lĩnh đầu. Dạ. Lôi. Ủa thái giám mà. Dạ, tại vì kinh phí không đủ cho nên một mình con đóng hai vai đó Thái Hậu. Hợp lý, lôi đi. Dạ. Đi. Đi. À, Thái Hậu. Thái Hậu. Thái Hậu. Yeah. Vậy là chỉ còn có ba chúng ta với ngôi vị hoàng hậu thôi thưa Thái Hậu. Tiện tay. Bây giờ chỉ còn ba người, cũng không còn lính để giải đi nữa. Cho nên cả ba cùng uống đi. Thái Hậu. Thái Hậu, Thái Hậu ơi, lỡ như liều thuốc này thành công, không lẽ trong cung lại có ba hoàng hậu sao Thái Hậu? Đó là chủ ý của ta. Từ trước tới nay hậu cung chỉ có duy nhất một hoàng hậu. Từ đó mà liên tục xảy ra tranh đấu, chém giết, hại lẫn nhau. Ta sẽ nhắn nhủ với hoàng thượng, kể từ bây giờ trong hậu cung sẽ có tới 3 hoàng hậu. Như vậy là các tỷ muội chị em có cơ hội yêu thương đùm bọc lẫn nhau rồi phải không? Dạ. Yeah. Mời uống. Dạ. Uống trước đi. Uống trước luôn đi. À, dạ. Thần mới dạo chơi có một xíu thôi mà đã chết hết rồi sao? Làm sao mà chết được? Đó chỉ là thuốc an thần mà thôi.
Trời đất ơi, vậy là có tới ba hoàng hậu. Làm gì có chuyện hậu cung có tới ba hoàng hậu. Đó là thuốc an thần, còn có tác dụng cải lão hoàn đồng. Uống thuốc này vào, trí não, đầu óc sẽ trở thành đứa trẻ lên 3, lên 5. Tới lúc đó, chúng không còn nhớ gì cả. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Không còn ai tranh giành sủng ái, không một ai làm hoàng hậu nữa. Thì lúc đó hậu cung này chỉ có thái hậu ta là vạn phụng chiêm dương. Thái hậu anh minh. Này các con. Dạ. Hãy dậy nào. Dạ. Cùng ta dạo chơi vườn thượng uyển. Dạ. Và hy vọng có cơ hội gặp lại hoàng thượng nha. Dạ. Nam phi liên hoàng kế à, sao bằng kế của thái hậu ta. Ha 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 ha